Một và đây là một video mà Hatashop sẽ làm để úp cho các anh em cùng tham khảo, để cùng biết được rằng đây là anh đang làm thêm một video trong YouTube để cùng làm cho anh em cùng nhau phân tích để biết được chiếc cano ST012 này. Đây là một chiếc cano đến từ thương hiệu hàng hiệu phiên lủng. Nói chung là tất cả những cái đồ chơi khi mà anh em mua ở tại Hatashop thì được đảm bảo về mặt đó là hàng chính hãng, được đảm bảo. Thậm chí là khi mà anh em mua về mà có bị lỗi tất cả mọi thứ luôn thì Hatashop sẵn sàng đổi cho anh em về những chiếc mới đó. Thì thông thường những chiếc cano điều khiển từ xa như là ST011 đây, hoặc là một siêu phẩm ngày hôm nay đó, hoặc là những cái chiếc cano khác mà bên Hatashop bán thì anh em có thể đổi, thông báo cho Hatashop và Hatashop sẽ đổi miễn phí cho anh em nha. Đó, còn ở trong quá trình mà anh em chơi sau này anh em muốn mua thêm bất cứ một phụ tùng gì về thay như là pin hoặc là cánh quạt hoặc là những phụ tùng khác như là motor đồ này nọ, giả sử như trường hợp có hư hỏng thì Hatashop sẽ tư vấn cho anh em và sẽ bán cho anh em một cái mức giá cực kỳ hợp lý để anh em có thể thay thế ha. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đến với siêu phẩm đó là ST012 tốc độ 45 đến 50 km/h, một siêu phẩm. Đây, game giúp anh cái nha. Có mẫu tàu kéo không anh? Mẫu tàu kéo thì Hatashop hiện tại không chưa có về nha, chưa có về hàng về mẫu đó. Game đời có đưa sản phẩm vào rồi nhưng mà chưa có game lên đấy. Đấy. Có game rồi chứ. Và đây là mẫu cano điều khiển từ xa ST012 50 km/h đó ha. Đây, phía ngoài hộp ấy, thì được thiết kế là một cái hộp rất chắc chắn và to. Nói chung là khi mà anh em ôm cái hộp này là anh em thấy to. Đó. Hộp này được thiết kế gần như là chắc chắn hơn ST009 và đẹp hơn, đấy, đẹp hơn, mắc tiền hơn. Thì đây là phân khúc hơn 2 triệu đồng dành cho tất cả những anh em nào đang đam mê về tốc độ racing bowl ha. Và phía trong hộp này sẽ có đó là một chiếc nhân vật chính của chúng ta, đó là chiếc cano điều khiển từ xa ha. Bóc hộp cho anh em cùng coi. Hello, xin chào anh Tú Vinh Cương nha. Anh Tú Vinh Cương về chơi hàng của shop rồi đúng không anh? Anh Tú Vinh Cương hình như là đặt 2 chiếc hay 3 chiếc gì đó ở bên shop. Và đây là chiếc ST012. Wow, anh em thấy không? Để đây là nha, tạm thời nha. Và đây là một hộp phụ tùng đó. Và ở trong này sẽ có thêm một quyển sách hướng dẫn, thấy không? Sách hướng dẫn đấy, ở trong này thì sẽ hướng dẫn cho anh em cách kết nối hết. Tạm thời bây giờ bỏ cái hộp xuống ha, hơi chậm đấy. Đấy. Và đây là chiếc cano điều khiển từ xa ST012 ha. Vậy thì sẽ mở cho anh em cùng nhau xem về chiếc cano này. Hình như là còn một cái cây gác đứng của shop của ta đây. Ở đây thì mình sẽ có là hai cái đầu chụp này, đấy, hai cái đầu chụp nha. Đây, hai cái đầu chụp này để giúp bảo vệ chiếc tàu cano của mình. Một cái chân đế, đó, chân đế thì gác để giờ lấy ra nha, coi luôn. Đây, đây là một cái chân đế nha, đấy, chân đế nha. Chân đế để mình gác chiếc cano lên, đó. Tại vì cano này khi mà anh em mua thì ở trong mỗi chiếc sẽ đều có một chiếc chân đế này. Riêng về dòng cano điều khiển từ xa, về thương hiệu phê lũng, anh em mua về và trưng thôi đã là rất đẹp rồi. Đấy, chưa cần anh em phải chơi đâu. Phía trong này còn có thêm hai cánh quạt dự phòng và một cái cọt cà lê, một cái lục giác ha. Đấy, ok. Thì đối với cái này, để mình lấy ra nha. Đấy, đây là cái chiếc ST012. Riêng về chiếc ST012 này thì chỉ có một màu duy nhất, đó là màu đen thôi nha anh em. Đây là cục sốt có gì không ta? Không có gì này. Cục này sẽ có gì đây? Đây là cục pin của ST012. Wow, cực kỳ nặng luôn, đó, cực kỳ nặng và to ha. Đây là 25C, 1800mAh và 11.1V. Thì đối với cục pin này anh em có thể chơi được khoảng tầm 30 phút rồi. Đấy. Đây là cục sạc ha. Cục sạc của chiếc này thì bao gồm cục sạc đầy đủ luôn. Nói chung là cục sạc đầy đủ hết. Đấy. Cục sạc cũng khá là chất lượng, có đèn, có báo đồ đầy đủ hết. Đấy. Bỏ qua và chúng ta cùng nhau đến với nhân vật chính của chúng ta, đó là chiếc cano điều khiển từ xa ST012. Đó. Để xem hộp này là hộp có gì đây. Hộp này là hộp có gì đây? Bao nhiêu vậy bạn? Dạ, bên shop thì đang có 4 loại nha anh ơi. Nhưng mà riêng loại về cano điều khiển từ xa ST012 này, tốc độ tối đa sẽ là 45 đến 50 km/h. Nó chiếc này đang có mức giá là hơn 2 củ. Đó. Còn dòng mà lớn hơn á là bên này là ST011, tốc độ tối đa là 60 km/h, và dòng này á đang có mức giá là hơn 3 củ, có pin và sạc cano. Có anh. Riêng pin và sạc ST012 thì bên em đang có sẵn nha. Bên em đang có sẵn nha. Đấy. Pin sẽ là pin loại này nha. Khi mà anh em mua thì sẽ như vậy luôn. Đấy, còn cục sạc thì anh em biết rồi, bên shop sẽ bán sạc riêng ra anh em hết. Đấy. Cục sạc của anh em khi mà mua riêng về cục sạc thì cục sạc sẽ là như vậy. Đấy, nhưng mà cục sạc thông thường anh em kiểm tra xem thử là đang bị cháy cục này hoặc là bị cháy cục này nha. Có hai cục khác nhau, hai cục riêng thì anh em chỉ cần mua riêng thôi chứ không cần phải mua rời nha. Nếu như anh em nào đang quan tâm về cục sạc và pin thì inbox vào Zalo giúp shop nha, shop sẽ tư vấn báo giá cho anh em. Còn nếu như mà anh em nào đã mua hàng của Hatashop thì cho shop xin lại số điện thoại là shop có thể check được ngay nha. Mua thì sao shop? Mua thì bên shop sẽ ship khoảng tầm 2 ngày là đến nha. Không biết là anh Laco anh gì đấy nhỉ? Mua hai mất hai sạc luôn. Nếu mà mất thì chắc chắn là anh phải mua hai cục rồi nha.
là cột. Chìm nước có bị hư không? Riêng về dòng tất cả các dòng cano ở bên em thì đều chống nước hết nha. Đấy, chống nước, chống lật, ở trong là vậy. Thậm chí là bên em có những cái dòng cano giá tốt hơn á, như là ST009 hoặc là HC808 á, là một trong những cái loại cano mà có thể chui xuống dưới nước được. Đấy, nhưng mà không hề vào nước nha. Hệ thống cách nước ở đây rất là tốt. Đấy, cách nước hai lớp nha anh em. Nước hai lớp nha, nước cam kết là không vào được. Đấy. Shop có cửa hàng tại số 63 đường số 85 quận 7 nha. Đấy, vợ trong này sẽ là một chiếc tay cầm. Vậy thì bóc cái chiếc tay cầm cho anh em cùng coi luôn ha. Đó. Riêng về bên shop, hiện tại shop đang hoạt động trên nhiều kênh khác nhau. Và khi mà anh em tìm đến để mua hàng của shop thì một điều mà shop cam kết với anh em đó là shop luôn bán hàng chính hãng cho anh em, có đảm bảo, có bảo hành, có nói chung là hỗ trợ anh em chơi những cái sản phẩm này đến lúc nào mà anh em không muốn chơi người thôi, hoặc là cho người khác thì thôi. Cho mình có cửa hàng có nha. Chạy mạnh không anh? Riêng về chiếc cano ST012 này thì tốc độ tối đa sẽ là 50 km/h, và riêng về chiếc ST011 này sẽ là 60 km/h, chạy nhanh hơn cả một chiếc xe cúp chạy đấy. Thì anh em có thể cân nhắc được là cái tốc độ khủng khiếp đến cỡ nào ha. Và đây là những cái dòng sản phẩm thuộc cho những anh em đam mê về dòng racing, racing cano điều khiển từ xa, hay còn gọi là racing boat á. Tại vì thực sự là về những chiếc cano như vậy giá trị cũng rất là cao đó. Như là chiếc này là đang có giá hơn 2 củ, chiếc này đang có giá hơn 3 củ đó. Và shop cũng bán rất là nhiều loại cano có mức giá khác nhau, từ 750, 850, 950, 1,1 triệu đó đổ lên. Nói chung là nhiều phân khúc khác nhau. Thì quan trọng là khi mà anh em muốn mua một cái sản phẩm nằm ở trong cái phân khúc giá nào đó thì anh em có thể nói và shop sẽ tư vấn cho anh em. Từ đối với bằng này tiền thì anh em nên lựa chọn cái sản phẩm nào là phù hợp, rồi tốc độ bao nhiêu, ví dụ như vậy đó, để anh em cân đối mua sở hữu ha. Đây là một chiếc remote của chiếc ST012 đó. Thì chiếc này so với chiếc ST009 thì thực sự là cũng không có quá nhiều khác biệt đó, cũng tương tự nhưng mà cảm giác cầm có vẻ nặng hơn đấy. Tại sao cái ST012 ở đây là không có phần cockpit nhỉ, tất cả luôn đây. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng remote là có 6 cục pin tiểu nha, và anh em lưu ý khi mà mua hàng về thì anh em phải mua thêm 6 cục pin này để anh em xài nha, tại vì pin này thì sẽ không đi theo hộp, tại vì hộp trong hộp nó sẽ không có 6 cục pin tiểu này. 6 cục pin tiểu đâu đó khoảng tầm 20, hơn 20 nhỉ, 20.000 đấy. 096. Ok nha, tất cả các anh em mà đang quan tâm về dòng nào thì có thể inbox shop tư vấn trực tiếp cho. Và khi mà cầm ở trên tay về chiếc cano ST012 này á, thì một cái cảm giác mà mình giống như là mình đang cầm một chiếc cano mà được thiết kế bên ngoài là bằng sắt vậy đó. Đó, riêng về ở dưới này là thiết kế sơn bằng cái màu bạc nha. Mình cầm lên là cái cảm giác giống như là mình đang cầm một chiếc cano bằng sắt vậy đó, nói chung là cực kỳ chắc chắn luôn. Còn ở phía trên này là được sơn một cái lớp sơn đen bóng đó. Sơn đen bóng ở đây thì có những cái họa tiết rất là đẹp đấy không? Có những cái họa tiết rất là đẹp luôn. Còn phía khu vực phía sau thì có hai cái cánh giống như là cái lưỡi ở đấy á, để giúp cân bằng chiếc thuyền nha. Thì chiếc thuyền của chúng ta chạy có đầm hay không, có bị lặn lách hay không thì sẽ phụ thuộc vào hai cánh này rất là nhiều. Còn đây là cánh quạt nha. Cánh quạt thì mỗi chiếc cano thì nó sẽ có một cái cánh quạt khác nhau. Có nhiều anh em khi mà mua những chiếc cano này về và chế thêm rồi đổ thêm, hoặc là thay những cái cánh quạt này không có đúng tiêu chuẩn á, thì lời khuyên của shop là như vậy này. Anh em có thể thay lưỡi này bằng nhựa cũng được, bằng đồng cũng được, hay là bằng cái gì cũng được, nói chung là anh em có thể thiết kế ra hoặc là mua trên mạng. Nhưng mà đối với cái nhà sản xuất á, họ đã cân đo đong đếm làm sao để sử dụng cái cánh quạt này có một cái lực mạnh nhất, nhẹ nhất và an toàn nhất đó, cũng như là bền bỉ nhất cho anh em. Thì đối với những cái cánh quạt này khi mà anh em chơi lâu ngày mà hư, hoặc là va chạm vào tường đá gì đó mà hư á, thì anh em có thể thay thế nha. Con nào 970 40 km, nếu như mà có con 900 thì anh thích thì xem á, thích thì xem có thể follow shop nha. Bên shop đang có một mẫu đó là ST009 giá khoảng tầm 1,1, nhưng mà thông thường thì shop sẽ có những cái chương trình ưu đãi và có những cái buổi shop livestream á, và sẽ có những cái gọi là gì ta, ưu đãi flash sale cho anh em cực kỳ sốc luôn, nhưng mà thông thường chỉ có một hoặc là hai con thôi đấy, để anh em cân đối nha. Thích thì xem nha, mình nhắn tin qua Zalo cho shop rồi nhé. Ok nha, ok Laco nha, thì bên shop sẽ tư vấn về cục pin và cục sạc cho Laco anh. đấy, ở trong cái phân khúc 900 mà anh em muốn lựa chọn á, một là anh em có thể lựa chọn chiếc này là HC808 với cái phân khúc đó là 25 km/h, nhưng mà chạy cực đẹp và cực bền bỉ luôn, nói chung là cực bốc luôn nha. So với cái phân khúc này là quá đẹp. Còn thứ hai á, anh em muốn đẳng cấp hơn một tí á, thì anh em có thể lựa chọn là chiếc ST009 đó. ST009 ngoại hình là cũng gần tương đương với chiếc ST012 này đó. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra đó là về cái ngoại hình á, cũng như là độ lớn của chiếc ST012 và 009 á, cũng gần như là xem nhau đó, cũng gần to gần như là bằng nhau. Vậy thì tại sao chiếc này lại có giá mắc gấp đôi chiếc ST009 đó, anh em biết không? Thứ nhất là cái nước sơn ở ngoài á, có thể thấy là chiếc này có vẻ là chắc chắn hơn, chất lượng hơn, đó, nặng hơn đó nha. Và bây giờ chúng ta cùng nhau xem phía trong của chiếc ST012 này xem thử là có cái gì ở trong này ha. Đây là chiếc nắp chụp, nó màu đen, một màu đen tuyền và không có đèn. Đấy. Nếu như mà anh em nào thích mua cano có đèn á, một là về tự chế, hai là anh em có thể mua dòng HC nha. HC khoảng tầm shop đang giảm giá như 750. Đấy, 7.5 lít. Đấy, ở phía trong thì có một hệ thống động cơ. Động cơ này là động cơ chổi than hay là không chổi than thì đố anh em biết ạ. Động cơ chổi than hay là không chổi than thì đố anh em biết ạ. Đó, anh em nào biết động cơ của chiếc ST012 này là chổi than hay là không chổi than ạ? Có anh em nào biết không ạ? Đấy. Anh em nào biết thì bình luận để cho tất cả các anh em đang xem biết, để xem thử là chiếc cano này là động cơ chổi than hay là không chổi than nha.
ok ha. Nhưng mà về cái tốc độ 50 đến 45 đến 50 km trên giờ thì anh em tự hiểu là cái động cơ chổi than hay là không chổi than được, đúng không ạ? Đó. Thì đây thì bây giờ shop sẽ hướng dẫn cho anh em lắp về chiếc này ha. Đây là cục pin của chiếc ET012. ET012 là cục này nha anh em. Đấy. À, không chổi than là gì shop? À, hệ thống chổi than hay bà hệ thống không chổi than á thì shop sẽ làm một video ngắn khoảng tầm 1 phút rưỡi để chia sẻ cho anh em chi tiết về cái đó nha. Đó, nó đơn giản thành nó chỉ khác nhau về cái gọi là cái tạo lửa để đánh cho cái trục quay thôi. Đấy. À, và ở đây nha sẽ là cái cục pin của ET012 khá là to và nặng. Riêng cái cục pin này thôi á, riêng cái cục pin của ET012 này thôi, anh em đã biết có giá trị khoảng tầm bao nhiêu chưa? Riêng cái cục pin này thôi là có giá trị khoảng tầm 1/3 của chiếc cano này rồi đó, có giá trị bằng 1/3 tiền của chiếc cano điều khiển từ xa ET012 rồi đó, là anh em có thể hình dung được ha tại sao là chiếc cano của chúng ta lại có giá trị như vậy đó. Và công suất của chúng ta là 11.1V, nên chính vì vậy khi mà anh em chơi với cái dòng cano ET012 này nha thì cái tốc độ của nó phải gọi là cực kỳ khủng khiếp luôn đó. Và đã có nhiều anh em nâng cấp từ chiếc ET009, nâng cấp cái hệ thống động cơ của chiếc ET009, dùng cái động cơ của ET012 để lắp ráp vào đó, thì như vậy cũng ok luôn đấy. Nhưng mà khi mà anh em mua cái động cơ của chiếc ET012 này riêng và mua cục sạc của ET012 và mua cục pin của ET012 á thì thôi, anh em tích cóp lên, cố gắng lên là mình mua riêng luôn một chiếc ET012 để sở hữu ha, đó sẽ đáng tiền hơn. Và những cái sản xuất từ nhà sản xuất từ các chuyên gia thì nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy an toàn hơn đó. Màu gì? Màu xanh này á, màu xanh này đang có shop đang giảm giá ưu đãi cho anh em luôn là 749 thành nha. Giá học sinh hả? Còn bên shop bán thì đa số là dòng Racing 71 Phúc Bình ơi. Thì đối với dòng Racing ở bên shop đang bán á, thì đa số những cái dòng này sẽ có mức giá từ shop đang có một con giá tốt nhất đó là 749 cành đổ lên nha. 749 cành là con này. Đấy, chống nước chống lật, nói chung là hàng VIP nha. Bên shop thì chuyên về hàng VIP không à. Đấy. Đây thì khi mà mình lắp động cơ này vào, hoặc là sau này khi mà anh em muốn chơi lâu hơn, anh em có thể chế tạo cái cục thay thế cục pin này. Nhưng mà thực sự thì theo lời khuyên của shop á, nếu như mà anh em mua về chiếc cano điều khiển từ xa này, đúng không, riêng về hệ thống động cơ này và cái tốc độ này á, và cái cục pin này có thể làm cho anh em chơi cảm thấy rất là thỏa mãn rồi đó, với là một ngoại hình nhỏ nhắn như vậy. Và khi mà anh em muốn mua cái chiếc cano điều khiển từ xa ET012 này, thay vì chúng ta thay pin và phải bẻ bớt đi một số cái cục kiện nhựa nằm ở phía trong để lắp ráp vừa cục pin nâng cấp, thì anh em có thể cân đối đó là mình sẽ mua thêm một cục pin nữa đấy. Và đối với chiếc cano của chúng ta thì chiếc cano này á, thì anh em có thể chơi được khoảng tầm vài năm đó, vài năm mình không có thể hư được, phải khẳng định là như vậy luôn. Nói chung là đã có nhiều anh em chơi mà đến nổi chiếc cano mà lâu quá mà bị cổ bị rỉ rét đồ này nọ như đó đó. Chạy cho em coi đi anh, test chạy thử đi anh. Ok, đối với cano thì bên shop sẽ chia sẻ với anh em nha, thì cái dòng cano đặc thù của nó có một cái gọi là khi mà anh em lắp vào, đây là một cái mà bên Hatashop cũng hay khách hàng hay hỏi Hatashop luôn, đó là tại sao chiếc cano của mình không có hoạt động nhé, sao lắp pin vào hết rồi mà bấm nó không đi, nó bị hư hết pin hả shop. Thì shop chia sẻ với tất cả các anh em ở đây này. Cái hệ thống của chiếc cano khi mà anh em lắp pin vào tất cả mọi thứ luôn, pin tiểu này và pin này vào đấy, anh em bật công tắc và anh em bấm hệ thống không đi, đúng không, không chạy không hoạt động đó, nên bây giờ shop không thể test được cho anh em coi. Nhưng mà khi mà anh em bỏ chiếc cano này xuống dưới nước á, thì chiếc cano này, cái hệ thống dẫn điện của chiếc cano này mới bắt đầu hoạt động nha. Lúc đó anh em mới có thể điều khiển được đó, điều khiển lui tới đồ này nọ được đó ha. Thì anh em lưu ý cái điều này nha. Đấy. Và bên shop sẽ có những cái video up lên cho tất cả các anh em coi về mẫu cũng như là về tốc độ, về trải nghiệm thực tế về chiếc cano điều khiển từ xa ST012 này đó ha. Ok. Đây là cục pin, anh em thấy nha. Ở trong cái hệ thống động cơ của chiếc ST012 này thì chỉ có 7 thôi. Và hôm nay thì shop muốn cho anh em cùng nhau so sánh 3 mẫu cano điều khiển từ xa mà bên shop đang bán. Thực sự là có thêm một mẫu nữa là mẫu ST009, là một mẫu mà ngoại hình tương đương với con này luôn, nó gần như là tương đương với con ST012 này, nhưng mà giá chỉ bằng một nửa con này thôi đó. Nhưng mà hôm nay thì shop sẽ không chia sẻ cho anh em về con đó, tại vì shop đã hết hàng về con đó rồi, và khoảng tầm 10 ngày nữa thì chiếc ST009 mới về hàng tiếp nha anh em đó. Còn nếu như anh em nào quan tâm thì có thể follow shop, và khi nào mà shop bắt đầu có hàng lại thì shop sẽ mở để cho anh em đặt hàng nha. Đấy. Đó, hệ thống cách chống nước của chiếc này thì anh em có thể thấy rồi. Đấy, ok, chống nước hai lớp nha, an toàn cực kỳ luôn. Đó, và tiếp theo sẽ là một video để so sánh cho anh em về ba mẫu cano điều khiển từ xa cùng ba phân khúc khác nhau. Có con Range chưa không anh? Ok, bảo Thịnh Phan. Ok em nha, về những cái mẫu đó thì bên anh sẽ có những cái video để khác nhau, hoặc là em thích mẫu nào thì em có thể click vào giỏ hàng bên anh nha. Ok, đây sẽ là hai mẫu. Đây sẽ là mẫu thứ ba. Đó. Anh em nào thích những cái phân khúc khoảng tầm 700, 800 và tốc độ đỉnh nhất, thiết kế đẹp nhất và gọi là sao ta? gọi là nói chung là cực kỳ đẹp luôn. Thì đây là một siêu phẩm. Đấy, đây là một siêu phẩm. Siêu phẩm này sẽ là chiếc
HC808 và bên đây là một trong những best seller ở bên shop đó, bán chạy nhất ở bên shop luôn. Khi mà đặt hàng về gần đây á thì anh em đặt mua gần hết rồi, và chiếc này chỉ còn duy nhất 2 chiếc thôi nha anh em, chiếc này chỉ còn duy nhất 2 chiếc nha. Đó, chiếc ST0HC808 này chỉ còn duy nhất 2 chiếc, 1 chiếc thôi. Đấy, và những anh em nào mà mua dòng này về chơi rồi thì cực kỳ hài lòng. Đó, hài lòng về thiết kế bên ngoài, về thiết kế bên trong, về đẹp hay là về pin, tất cả mọi thứ luôn. Hầu như tất cả các anh em đều hài lòng, hoàn toàn hài lòng về chiếc Cano này ở trong phân khúc 25 km/h. Đó, có thể gọi đây là phân khúc, đây là một phiên bản nâng cao của chiếc ST007. Đó, phiên bản cải tiến và nâng cao của chiếc ST007 đó, chiếc này nha, HC808 cực kỳ đẹp luôn. Đó, cho em xem xe địa hình chạy được 60 km/h. Ừ, ok, xe địa hình chạy được 60 km/h hả? À, xe này đúng không em? Xe này thì tí nữa bên anh sẽ test cho tất cả anh em cùng coi ha. À, mẫu này là một trong những mẫu mà gọi là anh em đặt hàng nhiều nhất đấy, cực nhiều luôn. 60 km/h, mẫu xe racing đó, mẫu xe điều khiển từ xa ha. Và chiếc thứ hai đó là sẽ là chiếc Cano ST012, thì nãy giờ shop đã giới thiệu rất là nhiều rồi đúng không ạ? Thì chiếc này thiết kế bên ngoài gần như là tương đương giống với chiếc ST009 nha anh em, gần như là ngoại hình gần tương đương với chiếc ST009, nhưng mà về vận động động cơ của chiếc này cũng như là những cái chi tiết làm thì có vẻ là chiếc này chỉnh chu hơn rất là nhiều. Đấy, chiếc này đẹp hơn tại vì chiếc này gấp đôi tiền so với chiếc ST009. Đấy, có và anh em lưu ý nha, là tàu mà chia ra hai thân hai cái đầu vậy này. Một chiếc tàu mà có hai cái đầu thì bên shop không kinh doanh, tại vì khả năng vận hành của những chiếc tàu đó nó sẽ không có mượt mà. Đấy, nên shop không có gì kinh doanh. Và khi mà shop chào đến anh em những cái sản phẩm là những cái sản phẩm mà cực kỳ tuyệt vời để anh em có thể cân nhắc lựa chọn luôn. Và đây là một mẫu Cano điều khiển khổng lồ nhất, VIP nhất và có tốc độ đỉnh nhất, đó là chiếc Cano ST011 có giá hơn 3 cổ. Đó, đây là một trong những mẫu mà gọi là anh em đam mê về dòng racing nha. Anh em đam mê về dòng racing mà có những cái hồ lớn này, hoặc là sông lớn, hoặc là biển á, thì anh em phải chơi về chiếc này. Đó, chiếc này là một trong những chiếc mà shop hôm nay shop đã có một video up ở lên kênh của mình. Đó, up lên trang cá nhân của mình. Anh em nào mà đang quan tâm về tốc độ của chiếc này ST011 là mình có thể bấm vào đó mình xem thực tế về cái tốc độ của chiếc này ha. Về tổng thể thì phải gọi là ba chiếc này chiếc nào cũng đẹp đấy. Hôm nay vẫn có mẫu ST009 ở đây nhưng mà sẽ không chia sẻ cho anh em ngày hôm nay, ok không ạ? Đấy, trên Facebook anh em xem chơi hai. Không nha, hai thân hệ thống chạy sẽ không mượt mà đâu nha. Hệ thống chạy nó sẽ giống như là bay á. Chiếc Cano của chúng ta là chiếc Cano của chúng ta là phải thiết kế theo hình thức gọi là hình chữ V á, chạy mới cảm giác là mượt mà nhất nha. Đúng rồi. Ok. Đấy. Ok, và khi mà thiết kế về đối với chiếc này, chiếc ST012 thì có thể gọi là to hơn về chiếc HC808 rất là nhiều ha. Đó, còn về một cái đàn anh, một cái phân khúc lớn hơn là ST011 này á, là một chiếc racing. Một chiếc racing bow và có mức giá cao hơn hẳn chiếc ST012 này, và tốc độ của nó cũng cao hơn hẳn luôn, đó là 60 km/h ha. Đây, để cho anh em coi chiếc siêu phẩm. Nói chung là ôm chiếc này mà đi chơi ngoài sông, ngoài biển, ngoài hồ thì cảm giác là cực phê đúng không anh em? Đúng không? Đấy. Đấy. Wow. Đấy. Đấy, ok ha.
Chiếc này là một chiếc mà anh em đặt hàng được nhiều nha. Đó là Hachi 808. Đấy. Và khoảng cách điều khiển xa của cano này là tùy chiếc nào anh em. Những cái chiếc này, như là chiếc này là khoảng cách xa tối đa là 150m. Còn hai chiếc này thì khoảng cách xa là 200m nha. Đấy. Nếu như mà anh em nào đang quan tâm về những cái dòng cano của Hata Shop á, thì anh em có thể click vào giỏ hàng nằm ở đây nha. Đấy, giỏ hàng nằm ở đây đó anh em. Đấy, anh em click vào nha. Đấy, click vào nha. Đối với chiếc Hachi 808 này, tốc độ tối đa sẽ là 25 km/h, thiết kế ngoại hình cực kỳ đẹp luôn. Chiếc này có mức giá là shop đang có mức giá giảm giá cho anh em chơi là 749 nha. Còn về chiếc FT012 này là chiếc có tốc độ tối đa sẽ là 50 km/h. Đó, thiết kế ngoại hình cực kỳ hầm hố luôn. Khoảng cách 200m, đó là chiếc này sẽ có mức giá là 2249. Còn chiếc này FT011 là chiếc mà bên shop đang bán cho anh em, đó là 3249. Đó, anh em có thể áp dụng thêm được những cái mã giảm giá của TikTok nha. Hiện tại thì TikTok đang có chương trình về mã giảm giá cũng rất là nhiều. Ok anh em ha. Đấy. Bên shop thì chuyên về dòng racing ha, chuyên về dòng racing chủ yếu là cano. Nhưng mà lưu ý là bên shop sẽ có những cái dòng mà chỉ có đồ bằng địa, bằng pin thôi. Pin là có thể sạc đi sạc lại, cũng không có kinh doanh những loại gọi là xài bằng pin tiểu A này. Để che cái thương hiệu lại, không có kinh doanh những cái loại pin giống như vậy, xài xong vứt đi nha. Và tất cả những cái loại xe điều khiển hoặc là cano điều khiển ở bên shop thì xài những cái cục pin có thể sạc lại xài, thấy không? Cục pin to và chất lượng, đúng không? Đấy. Riêng về cục pin này thôi là anh em có thể thấy cái độ nét và độ chất lượng của chiếc cano điều khiển từ xa rồi, đúng không anh em? Đó. Dạ, xe này thì sẽ chạy bằng pin nha anh. Pin này thì sạc khoảng tầm 2 đến 3 tiếng là anh em có thể chơi lại được nha. Pin này, đấy. Pin nha. Đấy, pin. Pin này thì khi mà anh em chơi xong thì anh em có thể sạc lại và chơi tiếp nha. Đấy. Và đối với chiếc Hachi 808 này thì hôm nay shop sẽ sell cho anh em hai chiếc nha. Đối với chiếc FT012 này thì sẽ cho anh em hai chiếc, và đối với chiếc FT011 này cũng bán cho anh em hai chiếc ngày hôm nay. Đấy. Chạy thử đi anh Khang Hồ hả? Ok, cảm ơn em nha. Nhưng mà hôm nay cano điều khiển từ xa là phải bỏ xuống nước mới ta chạy được. Nếu như mà em muốn bên anh test những cái con xe này á thì chiếc cano này thì bên em hãy follow TikTok của anh nha. Khi mà follow TikTok ở bên anh thì bên anh có những cái buổi gọi là live stream và test thực tế luôn, không phải là những video quay nữa mà là live stream rồi test thực tế cho anh em coi ở ngoài sông luôn nha, là những chiếc cano này. Ok ha. Đó. Còn những chiếc cano này khi mà anh em muốn chơi á, lắp pin vào và anh em phải bỏ xuống nước thì lúc đó hệ thống nó mới hoạt động được. Đó. Tất cả các anh em mà đang muốn quan tâm về những cái dòng này thì anh em có thể bấm vào follow shop nha. Shop đang quay một video tiếp.